bạn ơi, ngày nay miền ai bán mối bạn bị cắn para kia bạn chung một vía WE Galaxy bạn GBB bạn mối nhí cứ nhiều con món đi xe bạn bạn mối nhí ai bán ơi pro ba bạn rồi nghề miền thế mà chứ nám chỗ ba phải kia đập chốt bạn Galaxy cầm hôn WE tung quân thung quân bạn mới nếp nhiều cầm mong riêng bạn nhiều cầm mong lương bị xe mò bạn bạn được chia bơ bạn bơ lý ếch bay rồi bạn bạn ếch bay rồi tầm lấy chất sập bạn chất tập bài sập riêng bạn tầm lấy thay bạn ní sản đạp ở dân dự đạt bỏ xin bạn ní sản đạp dân dự đạt bỏ xin bạn bạn mới nếp đẹp đoạn được nên mình lương xa bạn ơi tầm lấy riêng học sắp tới chất sắp bài sắp được bạn làm lại về bạn làm lại nên chờ bạn mà rồi chương cầm biến bạn cần đặt lệnh bật đi muối bạn tôi tế để làm lại về thật lại bạn mối tiết sai lên bạn sai lên ơi bảo vệ mặt tất bạn xâm đạp bì bì cắn bạn ơi nên bảo lệnh bật bạn bảo lệnh bật bạn ấy sau bì lơ về bạn bạn ấy bảo bơ bạn thấy mà mưa không có ấm ấy, thì thèm trên chạp hỏi ơi à lớn ấy sao đang tạp đi lơ bạn em tạp đi lơ sao đang chạp chạp bơ lơ bạn đi chạp rết bạn à cái đó mới đang chạp tầm này bạn xâm rạp dân chạp bơ lơ bạn và mục đích dân bù chênh mà dân to xay lên bàn tùng quân biết tùng quân mà tụng một cái lô tích tuổi bạn mùi ní cứ ghê bán bị bạ rộ bạn cứ rộ ở nghề miền thế để nhiều cái order mó bạn nhầm rộ ở bàn này dừng hãy ơi cài vía bóng vía khẳng không biết cái tay mà sạp bạn bạn ở bây giờ chặt tí chặt này mất tìm một rồi bạn anh ấy mập vía anh còn có một bọn về bạn vì mục viên nó cái tay màu đẹp mà cái viết cái tay mình kia bạn mỗi ní cứ Evan limited bạn Evan không mà chứng năng bị phơ bài kia tích tuổi bạn bị phơ cho anh thế và để chọn tài liệu với tài liệu này bạn bạn lo ơi bạn rừng tay nhỏ bạn chặt ở thế bảo rồi nhưng chặt tấu việc đặt đã có việc tựa bạn tại là em bạn đã mà chặt kế chăm ở kia chặt con em bạn và được việc bảo viết bảo này tí bạn đang chặt chào mình máu chặt được đọc bàn mà bạn đi chừng sẽ đi chuyên tắm đưa cầu bạn bạn sẽ áp mình đi bạn bà lâu ơi tôi thương tay tích bạn bạn ní vô mà thơ tay tích bạn bạn ở cửa bái ở cửa chưa bạn này bạn chọn tài liệu bên cho nhạc này bạn Ad, man. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. A tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine.